Kính thưa ban chủ đoàn, kính thưa các thầy cô, toàn thể các bạn đồng nghiệp, sau đây xin trình bày báo cáo đề tài nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị hỗ trợ quân rửa màng phổi và bùng nước sinh lý trong chân dịch màng phổi do lao. Bài trình bày của anh Bùi Nam Thần có thể rất là đặt vấn đề. Như chúng ta đã biết thì lao phổi hiện tại là một vấn đề phổ biến trên toàn cầu và Việt Nam. Trong đó lao màng phổi là thể lao ngoài phổi hay gặp chiếm thứ hai sau lao hạch. Và điều trị tràn dịch màng phổi do lao thì chủ yếu bao gồm hóa trị định và điều trị tại chỗ. Trong đó điều trị tại chỗ thì đơn chất tiêu hydrin vào khoang màng phổi có hiệu quả, song có nhiều tác dụng phụ và giá thành khá là đắt so với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Trong đó một số tác dụng phụ như chảy máu màng phổi và xuất huyết mang tính chất hệ thống đã được ghi nhận. Bên rửa màng phổi bằng bùng nước sinh lý là một kỹ thuật khá đơn giản, hiệu quả và dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số người dân Việt Nam. Chính vì vậy hôm nay chúng em nghiên cứu đề tài với hai mục tiêu: thứ nhất là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao; mục tiêu thứ hai đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bơm rửa màng phổi bằng bùng nước sinh lý trong tràn dịch màng phổi do lao. Về tổng quan tài liệu, như chúng ta đã thấy ở đây thì khi màng phổi bị viêm thì các tế bào viêm cùng các tác nhân viêm tấn công vào khoang màng phổi kích hoạt quá trình tiêu hydrin và quá trình hình thành hydrin song song. Tuy nhiên ở trong tràn dịch màng phổi do lao thì quá trình hình thành hydrin rất lớn hơn rất nhiều so với quá trình hình thành tiêu hydrin. Chính vì vậy trong tràn dịch màng phổi do lao thì có hiện tượng bách hóa rất là nhiều và để lại ảnh hưởng rồi tính là sơ hóa màng phổi sau này rất là cao. Về điều trị màng phổi tràn dịch màng phổi do lao thì gồm ba mục đích chính. Thứ nhất là ngăn chặn vi khuẩn lao hoạt động, thì cái này chúng ta có thể giải quyết được bằng hóa trị liệu, tức là điều trị thuốc chống lao. Mục đích điều trị thứ hai là giảm triệu chứng và hạn chế thể biến sơ hóa màng phổi, thì cái này điều trị tại chỗ đóng vai trò khá là quan trọng. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu của em thì tiêu chuẩn chọn bệnh nhân là các bệnh nhân được vào trung tâm hô hấp như là hai đối tượng đó là tràn dịch màng phổi và được chẩn đoán lao màng phổi thông qua sinh thiết màng phổi, AB dịch màng phổi, PCM dịch màng phổi, nội tiết MTB dịch màng phổi và nội soi màng phổi. Tiêu chuẩn loại trừ là bệnh nhân lao phổi có AB đường dương tính và những bệnh nhân không thỏa mãn tiêu chuẩn trên. Điều kiện thực hiện là tại trung tâm hốt và thời gian thực hiện là từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018. Thiết kế nghiên cứu là mô tả các hạng nghiên cứu, chọn mỗi theo kiểu thuận tiện và cỡ mẫu là 41 bệnh nhân. Cách thức tiến hành của em là thứ nhất là chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao qua sinh thiết màng phổi có hình ảnh lao điển hình hoặc là siêu tính của trực của lao trong dịch màng phổi. Thứ hai là điều trị màng lao màng phổi sẽ bắt đầu 2 RHZE trên 4 RH. Bước thứ ba là đánh giá bệnh nhân trước khi bơm rửa màng phổi với các đặc điểm cận lâm sàng và lâm sàng. Bước thứ tư là chọc tháo dịch màng phổi và bơm vào dịch màng phổi với số lượng là 1.000 ml trong vòng 3 ngày, trên ngày trong vòng 3 ngày. Và cuối cùng là đánh giá bệnh nhân lại sau bơm rửa về bệnh dịch dẫn lưu, cải thiện triệu chứng lâm sàng và các biến đổi cận lâm sàng trong các protein dịch trong khoang màng phổi. Đây là sơ đồ nghiên cứu của em. Qua nghiên cứu trên 41 bệnh nhân tại trung tâm hốt ngày mai thì chúng em rút ra được một số kết luận như sau. Về đặc điểm của bệnh nhân thì tuổi trung bình của bệnh nhân lao màng phổi tập trung chủ yếu với tuổi trẻ, tuổi trung bình là 37,5 và chiều 24 tuổi. Về tính chất khởi phát, triệu chứng khởi phát của bệnh nhân được tính từ thời gian có triệu chứng đầu tiên đến khi bệnh nhân đến viện. Trong nghiên cứu của chúng em thì đa số bệnh nhân khởi phát thời gian là nhỏ dưới 2 tuần, chiếm 68,3%. Lao màng phổi là một bệnh mãn tính, tuy nhiên tràn dịch màng phổi do lao là một diễn biến khá cấp tính. Tương tự như các nghiên cứu ở Đài Loan của Trung và Cộng sự Đài Loan năm 2008 thì thời gian trung bình diễn biến là 13,5 cộng trừ 11 ngày. Về triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân khi đến viện thì triệu chứng lâm sàng chủ yếu hay gặp nhất là họ đau ngực chiếm 80,5%, tiếp theo là các triệu chứng người ho, trong đó chủ yếu là ho khan chiếm 56,1% và chỉ có 4,9 bệnh nhân có triệu chứng là ho ra máu. Về triệu chứng sốt thì trong 41 bệnh nhân thì có 22 bệnh nhân sốt chiếm 53,7%, trong đó sốt buổi chiều chiếm 41,5%. Về cận lâm sàng trong tràn dịch màng phổi do lao thì về công thức máu và sinh ra máu không biến đổi nhiều, trong đó thì có chỉ số máu loãng tăng rất là cao ở dưới mức nhất trong thuốc chung là 46,7 cộng trừ 27,2 mm. Về thứ hai trung bình là 63,4 cộng trừ 23,1 mm. Máu loãng là chỉ số cho đặc trưng cho một tình trạng viêm mạng, và trong lao màng phổi thì có tình trạng viêm mạng nên chỉ số máu loãng tăng rất là cao. Tương tự như nghiên cứu của Trần Minh Đạo năm 2009 trung bình là 65,5 cộng trừ 27 mm. Về phản ứng mang cu, phản ứng mang cu thì được định nghĩa dương tính khi đường kính của sản lớn hơn 10 mm. Trong nghiên cứu của chúng ta thì tỷ lệ dương tính là 73,3%. Phản ứng mang cu là một phản ứng có độ nhạy khá là cao, tuy nhiên đặc hiệu rất là thấp. Theo tác giả Lai thì nếu mà sau 8 tuần phản ứng mang cu mà vẫn còn âm tính thì mình có thể loại trừ tràn dịch màng phổi do lao. Tiếp theo đó là về xét nghiệm về dịch màng phổi thì tất cả 41 bệnh nhân đều được chọn dịch màng phổi làm xét nghiệm, thì lượng protein trung bình dưới dịch màng phổi là 56
11 + 7 = 32 g/lít. Tất cả bệnh nhân đều là dịch tiết, và trong buồng protein trong dịch màng phổi, trong cả dịch màng phổi do lao thì thường là ở mức cao. Cũng theo các giả lai thì nếu mà protein dịch màng phổi trên 50 g/lít thì mình sẽ hướng tới thành dịch màng phổi do lao. Tiếp theo thành phần quan trọng là thành phần tạch của dịch màng phổi. Trung bình trong nghiên cứu của chúng ta là 3.65 × 2.52 g/lít. Trong đó thì lệ bạch cầu lympho cơ chính vừa thế, 6.39 × 21.15%. Về sự hiện diện của triệu chứng lao trong dịch màng phổi, thể hiện qua ba xét nghiệm được thực hiện tại trung tâm hấp là xét nghiệm AHP dịch màng phổi, PCR-BK dịch màng phổi và RT-MTB, thì tỷ lệ tìm thấy triệu chứng lao ở ba xét nghiệm này lần lượt là 0%, 22% và 37%. Trong các nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới thì các tỷ lệ này trên lệch khá là cao do điều kiện giữa các combo và số lần chụp dịch, và thậm chí có thể liên quan đến các thời gian diễn biến về sản dịch màng phổi. Nên kết quả là trên lệch so với Việt Nam và trên thế giới. Về mục tiêu thứ hai là đánh giá hiệu quả điều trị hỗ trợ ôn rửa màng phổi và lưu sinh lý, thì sau ngày thứ nhất và ngày thứ hai và ngày thứ ba thì bạn có thu lượng đại dịch, và so sánh giữa ba ngày thì có giảm rõ rệt giữa các ngày. Ở ngày thứ nhất là 1.396 + 342 ml, ngày thứ hai là 1.266 + 222 ml, và ngày cuối cùng là 1.130 + 117 ml. Thì thể tích dịch màng phổi có thể giảm rõ rệt qua ba ngày, trong đó rửa màng phổi như chúng ta đã biết thì là một quá trình vật lý, nó cũng có thể giúp giảm quá trình ngưng động hỗ trợ gì cho khoang màng phổi, và đến lần giảm thể tích dịch qua màng phổi qua các ngày. Một số có liên quan giữa thể tích dịch màng phổi và thời gian khởi phát thì không có sự tương quan giữa một lít, giữa tỷ lệ tìm thấy một lít dương tính và âm tính, thì chỉ có sự liên quan ở lần thứ nhất và lần thứ nhất. Về tiếp theo là mình sẽ đánh giá về thời gian giảm khó thở của bệnh nhân. Trong 41 bệnh nhân trong nghiên cứu thì có 17 bệnh nhân có triệu chứng khó thở. Trong nghiên cứu của chúng em thì thời gian giảm khó thở trung bình là 25 + 0.17 ngày. Rồi là một thấp hơn nghiên cứu của Lai và cộng sự 2003 là thời gian trung bình là 8 ngày, nhóm bệnh nhân là 4 ngày. Tương tự như nhóm bơm steptokinaza của tất cả chung 2008 là 3 + 2 ngày, và thấp hơn nhóm bơm đổ bằng virus sinh lý của tất cả chung 2008 do tất cả chung 2008 này chỉ đặt dẫn lưu bệnh quýt tiêu. Và cái chỉ số xét nghiệm sau cùng trong nghiên cứu của chúng em là sẽ định lượng của lên dịch trong khoang màng phổi sau lần thứ nhất rửa màng phổi và sau lần thứ ba rửa màng phổi. Theo tác giả Usko và cộng sự 2005 có đã nghiên cứu trên 121 bệnh nhân, thì ông thấy có sự tương quan giữa lượng dịch màng phổi, lượng protein trong khoang màng phổi và tỷ lệ giải dính màng phổi sau này. Đây chính là trong nghiên cứu chúng ta sẽ chọn marker protein trên màng phổi để đánh giá gián tiếp sự giải dính khoang màng phổi. Sau lần thứ nhất là protein trong khoang màng phổi là 2.4 + 19.3 g, và sau lần thứ ba là 10.5 + 6.7 g. Ở hai lần này có sự giảm có nghĩa thấp tiêu chỉ số quay nhỏ 0.01. Qua nghiên cứu trên 41 bệnh nhân thì anh rút ra một số đặc điểm kết luận của nghiên cứu. Nên mục tiêu thứ nhất là đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng, thì tuổi khai giảm của tràng dịch màng phổi do lao thường là trẻ tuổi, trung bình là 37 tuổi, và từ nam trên nữ là 391, thể phát đa số là cấp tính, còn 2 tuần là 68.3%. Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất là đau ngực chiếm 80.5%, lo lắng tăng cao ở giờ thứ nhất là 46.7 + 27.2 ml, ở giờ thứ hai là 63.4 + 23.1 ml, và mũi mang tu dương tính là 70%. Bạch cầu dịch màng phổi trung tính là 3.65 + 2.52 g/lít, ý chiếm ưu thế lên cơ bản. Tỷ lệ tìm thấy triệu chứng lao trong dịch màng phổi có ba xét nghiệm AHP, PCR-BK và RT-MTB lần lượt là 0%, 22% và 37%. Ở mục tiêu thứ hai là kết quả điều trị hỗ trợ ôn rửa màng phổi và lưu sinh lý, thì thể tích dịch trung bình dẫn lâu rút ra sau 3 lần ôn rửa giảm, có sự giảm lần lượt là 1.396 + 342 ml, lần thứ hai là 1.266 + 222 ml, và lần thứ ba là 1.150 + 117 ml. Thời gian giảm có thể trung bình trong nghiên cứu là 2.5 + 0.7 ngày, và tổng lượng protein sau ôn rửa trung bình lần thứ ba giảm hơn so với lần thứ nhất, với chỉ số cơ cấu thông quê là 0.01. Kết luận nghiên cứu của em là bơm rửa màng phổi trong bằng lưu sinh lý trong tràng dịch màng phổi do lao một kỹ thuật dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, lợi ích của kỹ thuật khá quan trọng trong việc giúp em cải thiện triệu chứng, hạn chế giải dính màng phổi và giảm thiểu biến chứng của bệnh. Trong nghiên cứu của chúng em thì còn có một số hạn chế, thứ nhất là chưa theo dõi được tiến trình diễn biến về văn hóa của bệnh nhân cũng như giải dính màng phổi, tính năng hấp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
và cần có nhóm chứng tích hợp, thì chúng tôi cũng xin cần có nghiên cứu để theo dõi thêm để đánh giá.